Rồi há luôn nha anh em. Hôm nay ngày thần tài nha anh em. Đây lên con quỷ thái ha. Quỷ thái 125 203. Bán giá tiền cho anh em luôn. Giá tiền anh em phép nói giá tiền anh em tự dịch ha. Mấy anh em chơi số đề thì gành lắm. Còn mấy anh em mà nhiều khi không có chơi chắc không biết tiền là gì đâu anh em ạ. Số tiền anh em biết số tiền là số mấy thì cứ để lại bình luận, mình cùng nhau nghiên cứu nha nè. Tem gì nè, xe nãy dùng áo có chỉnh đó nè, áo có áo thì theo xe nha, áo thái theo xe đó, nhưng mà nó có chỉnh đó. Kiểu như nó bị chày với nó bị phai 5 tháng đó. Đó rồi anh em bắn lại, còn tem là còn giữ á, tem zin đó. Xe này thì đầu nồi này cũng có làm rồi, nghiêm túc im ngon và im nghiêm chỉnh hết rồi nghe nè. Về là mình chỉ đi thôi ha, bán giá tiền giao lưu với anh em rồi bao hồ sơ luôn nha, tài luôn nè đó, bao giúp bộ cho anh em luôn. Xe mình mua chính chủ người ta bao giúp bộ à. Em đạp nó như nè, để lâu quá cái bịch nó yếu quá nè, yếu nè, để lâu quá lý của mình ít chạy á. Xe này anh em về đi cà phê là hết sảy ha. Anh em nào mà đam mê cái mẫu xe này thì tuyệt vời luôn. Xe này chứ chạy ít đụng hẳn. Hồi tối hôm qua phép đi ra ngoài thì giá ngoại nhậu ngoại không gặp anh em, không gặp ai chạy nè. Xe này nó làm thì làm dồn nhưng mà giờ không ra đâu nha. Ốc là bao nè, đẹp ốc tán đồ á, ta dọn lì lì theo kiểu zin đó nè ha, chứ không có không, nó đều theo ốc zin theo xe á, chứ không có gam bóng lón hay là gì nha ha. Tem còn giữ nè. Rồi chốt anh em bữa nay bữa ngày thần tài luôn ha, chốt giá tiền luôn, xả vốn cho anh em chơi ngay cái ngày đẹp luôn ha. Này em cũng có lên clip rồi, lên clip hết một lần rồi đó. Xe người ta dọn là dọn kiểu tâm huyết á, dọn cho đúng hình zin ha, chứ không có dọn mà làm bèm bậy bạ nữa ha. Xe sau thì giao nguyên cho anh em vậy luôn ha, dọn đúng hình zin hơn cái ba này. Rồi anh em mua ủng hộ thì alo cho em nha anh em ơi. Xe đẹp quá trời, dòng quay 2.3 này thì nó thị trường nó không có nhiều quá nè, nó ra gần như là đúng 5, 2.3, 2.4 nè, 2.5 này cũng ít lắm, đẹp ha, màu đỏ tươi. Rồi anh em chốt thì alo em nha, số tiền nha, số tiền anh em nào biết số tiền là số mấy thì để mình lựng luôn nha anh em ơi. Rồi xin cảm ơn, chúc anh em ngày thần tài thật nhiều may mắn.